chương trình này được bảo trợ bởi Chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 469 số 9 hình bản đồ việt nam 714 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng gia giòn.com. Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên Facebook nè, YouTube nè, trên những tivi bình thường xài antenna không phải cần phải có cable luôn rồi chúng tôi uh, cũng có uh, nhiều cái nền tảng khác nhau nữa ở à, miền Bắc California là đài 16.11 ở à Houston Texas là 27.6 miền Nam California là đài 56.10 lên Facebook quý vị gõ vào tìm kiếm Little Sài Gòn TV tin tức cũng như là ở trên Facebook, uh, trên Youtube đó thì mình gõ vào Little Sài Gòn TV uh, Official rất vui được gặp lại các vị trong ngày thứ hai hôm nay, ngày 17 tháng 7, 2023. Ngôi qua ngôi lại, thì à, thời gian nó trôi đi vùng vụt. Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nóng. Quý vị, ừ. à, hồi sáng lướt qua tin tức á, thấy à, đâu cũng nóng trên 80 độ. Nhưng mà có một cái bản tin ở phía Trung Quốc á, có nơi nóng 52 độ C. Trời ơi, nghe xong rồi. Wow. Giống như là Vô trong đó chắc là mình chính luôn vậy đó. À, mặc dù trời nóng nhưng mà trong những ngày qua vẫn thấy có những người người ta thích đi giống như đi hiking rồi đi đến những cái chỗ mà các cái công viên quốc gia nhưng mà có một cái bản tin à, người ta nói rằng ở đây là ở cái công viên Yosemite người ta nói khi mà quý vị đi vào trong những cái công viên này á quý vị thấy những cái ok những cái vị hòn đá mà người ta xếp lên như vậy nè đó xếp lên như thế này có rất là nhiều nếu như quý vị nhìn thấy á, thì người ta kêu quý vị hãy đẩy nó giống như là xô nó xuống xô nó đừng xuống. có để uh, nó như thế uh, là bởi vì uh, mặc dù có những hòn đá xếp rất là đẹp nhưng mà họ nói á, cái chuyện mà sắp như vậy nó nó làm giống như là xáo trộn cái môi trường xung quanh của những cái loại mà uh, côn trùng động vật thú vật sống oh. ở trong cái công viên đó cho nên người ta cho phép mình uh, xếp những cái tảng đá nhỏ nhỏ đó lên xếp như xếp chơi như vậy thôi nhưng mà xếp xong rồi á, thì gạt nó xuống chứ đừng có để như vậy thì nó sẽ làm nên những cái uh, không có hay cho cái môi trường của cái sinh vật động vật tự nhiên uh, nếu như mà muốn làm thí dụ như người ta nghĩ người ta làm để làm dấu đường đi làm để làm đẹp để chụp hình vân vân thì những cái đó đó là không có nên chỉ làm chơi chút xíu xong rồi gạt bỏ còn nếu mình đi mình thấy những người nào mà người ta để những cái hòn đá mà xếp xếp như vậy đó thì mình có quyền mình đá nó đi mình xô nó xuống à, chỉ trừ lại họ nói là dành cho những nhân viên kiểm long những người mà người ta có cái nhiệm vụ đó người ta biết làm như thế nào để mà hướng dẫn những cái lối mòn những cái đi vân vân hoặc là làm nên những cái xếp những cái hòn đá như là một cái kiểu kiến trúc làm đẹp thì đó là trách nhiệm của họ còn đối với lại những du khách đi chơi thì đừng có làm cái chuyện đó. Trong khi đó nói về thời tiết đó, thì thưa với quý vị có nhiều người có cái thích thích có cái tính gọi là mạo hiểm lắm. Thường khi mà thời tiết nóng đó thì người ta muốn làm một cái gì đó hay là người ta muốn thể hiện một cái gì đó là mình đã từng tới nơi đó rồi, nơi nóng nhất trên trên, trên trái đất này hoặc là mình đã từng đi qua những cái nơi mà nóng nhất này thưa quý vị. Death Valley sa mạc tử thần nó nằm ngay cái đường mà chúng ta hay đi Las Vegas từ Orange County trên phiway 15 đó quý vị. Death Valley sa mạc tử thần. Trong tuần qua thì cũng có một người tử vong vì tới nơi này mà không biết lý do tại sao. Người ta đã không chuẩn bị kỹ khi mà gặp thời tiết nóng thì người ta đã không có kịp để mà đi ra khỏi cái vùng đó. Thế nhưng trong tuần qua khi mà nghe nói thời tiết nóng ở sa mạc tử thần Death Valley thì có nhiều người gọi nhau từ Orange County, người ta nói: "Wow, nghe nói là cuối tuần này nhiệt độ sẽ lên cao kỷ lục ở Death Valley, thôi mình đi tới đó thử coi sao." Wow. Sau khi mà coi cái xe của mình đó đầy đủ nước, nhớt, nhiên liệu, xăng cộ này kia, người ta mang theo cái thùng cooler là cái thùng để mà đựng nước uống cho ừ. giữ lạnh đó. <laughs> Trong đó thì chất đầy đá rồi chai nước này kia ha chuẩn bị ha rồi kiếm người kiếm người đi nữa chung với mình thì một số người đã lên đường đi tới Death Valley và đứng ngay cái cái, cái cột mốc mà gọi là đo nhiệt độ đó 123 độ F chụp cái hình lưu niệm lại wow. có nhiều người ngoại hiểm thích như vậy cho nên đó à, con số 123 độ F này chưa phải là con số cao nhất tại vì đã có thời gian cái, ở ngoài Death Valley nhiệt độ lên tới 128 độ F lận mà quý vị thấy từ 123 độ F và 124 độ F dù là một độ thôi đó nó cũng là một cái sự khác biệt rất là lớn rồi mà khác tới 5 độ quý vị ha 123 và 128 thì 20 tháng chắc còn nóng nóng ghê hơn nữa cái này là Ngọc Lan thấy 50 độ C rồi nè hồi nãy Ngọc Lan nói ở đâu 52 52, 52 Trung Quốc. hả yeah. Trung Quốc hả cái này 50 rồi đó yeah. sống mà giữa sa mạc gọi là sa mạc tử thần nè rồi đi tới chụp hình nhưng mà quý vị nào mà muốn mạo hiểm cái cách này đó nhớ là xe của mình là thật là tốt đừng có hư giữa đường ở ngoài sa mạc là một mang theo thật nhiều nước đá rồi nước uống này kia đó để bảo đảm rằng lỡ mà xe mình hư mà đang chờ xe cấp cứu tới hay là xe cứu hộ tới đó thì mình có đủ cái điều thời gian để mình có nước mình uống và là nhiều người lắm nha chứ không phải là đây là một cái cặp ở County đây ừ lên đường đi tới Valley để mà đứng chứng kiến là chúng tôi đã tới một cái nơi nóng nhất ở trên sa mạc. Wow, trời nóng, trời nóng nó khó chịu. À. Thấy trời nóng nó khó chịu hơn là. Khó thở trời, lắm. Trời lạnh nữa. À, cho nên là với cái thời tiết mà nóng như thế này á, thì ở Los Angeles ở Orange County người ta đều mở ra những cái nơi để cho những người vô gia cư hoặc những người mà nhà họ không có đầy đủ cái tiện nghi, không có đủ máy lạnh. Vân vân để họ đi vào trong đó gọi là trốn nóng chứ không thôi là nóng quá rất là mệt thường thường là những cái nơi mà mở ra như vậy đó ngọc lan ở đây mình thấy là mới có một trăm lẻ mấy độ thôi một trăm lẻ một trăm hai là bắt đầu mở hết rồi Dạ, yeah, tại nóng quá à, thưa quý vị hôm nếu như hồi tru lây đó người ta thích nhất là cái chuyện là coi bắn pháo bông à, ở đâu cũng bắn hết ngoài những cái chỗ của à, gọi là nhà nước bắn gọi là có những chỗ người dân cũng bắn pháo bông tùm lum hết. Nhưng mà coi thì đẹp nhưng mà cái dư âm để lại những tai nạn để lại thì cũng rất là khủng khiếp. Ở ngoài những người bị thương tích ngay cái ngày hôm July 4 trong lúc coi bắn pháo bông rồi bốc vô pháo nổ rồi hoặc là pháo văng trúng đủ thứ hết. Thì bây giờ đến hôm sau cái ngày July 4 rồi, hôm 8 tây tháng 7 thì một người làm vườn anh này tên là Hector đã bị pháo cái viên pháo nó nổ mà anh bị mất cái bàn tay luôn rồi cái gương mặt là bị thương rất là nhiều à, anh này anh hater này cùng với lại người anh trai á, làm cái công việc là dọn vườn thì trong lúc mà nói rằng là anh đang làm á tự nhiên cái anh nhìn thấy nói là cái cái nhìn giống như là một cái một cái trái trái banh tennis gì đó thì đến khi mà anh cầm nó lên á thì vừa cầm nó lên là nó nổ nó nổ liên tức thì thì cái tay anh bị văng rồi mặt mày bị thương hết thì một người ở gần đó hàng xóm người ta ngồi người ta nhìn thấy người ta chạy ra thì người ta giúp mà người ta nói trời những cái ngón tay nó văng ra ngoài rất là sợ xong rồi à, họ gọi chín một một tới rất là nhiều cái để mà đến cấp cứu mây á thì à, là anh này không có bị uh, nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà con mắt của anh thì các bác sĩ nói rằng là cái thị lực nó cũng giảm rồi uh, những cái hình mà đưa lên gia đình đưa lên để mà nhờ cái sự giúp đỡ cho cái quỹ GoFundMe bởi vì cái chi phí mà y tế cho anh cũng rất là nhiều uh, hiện bây giờ đó thì uh, chỉ trong vài ngày thôi thì cái số tiền đó lên được uh, 63.000 uh, đô la uh, trong khi cái mục tiêu là 75.000 đô la thì từ đây để mới thấy rằng là cái cái hậu quả của cái chuyện mà đốt pháo, cho dù đốt pháo bông hay là Tết mà đốt pháo Việt Nam á, vui thì vui, thích thì thích, nhưng mà cái hậu quả của nó để lại thật đúng là cũng khủng khiếp thiệt. Nên là sau chưa lây pho rồi mà còn bị. Yeah. Ngọc Lan thấy, tại vì Ngọc Lan nói về cái tin này đó, thì tôi cũng đọc được một ừ. cái tin nói về cái sự người là bị thương tích trong lúc mà đốt pháo bông, bánh pháo bông chơi pháo bông trong ngày lễ độc lập vừa qua thì một cậu bé Việt Nam 6 tuổi thôi bị một viên pháo bông rớt ngay vào đầu và bị chảy máu trong óc và cái cậu bé Việt Nam này 6 tuổi này Đúng ở tiểu bang Utah và hàng xóm à, cũng như là gia đình của nạn nhân nó thì nói rằng là chắc là do một viên pháo bông mà hàng xóm của mình đốt và ừ. hiện nay thì chưa biết cái chuyện này nó sẽ như thế nào nhưng mà em bé giờ này đó đang nằm trong ICU một bệnh viện ở Utah vì vấn đề pháo bông thì pháo bông nó cũng nguy hiểm lắm cho nên mặc dù là chúng ta vui chơi như vậy đó nhưng mà nó cũng gây ra những cái tiềm ẩn nguy cơ uh, bị thương hoặc là bị cháy nhà vân vân chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay